Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đàn thổi của hãng Suzuki. Đây là chiếc đàn thổi dành cho thị trường nội địa của hãng Suzuki, có tên là Melodeon. Và tất cả thì nằm trong một cái vali bằng nhựa rất là nhỏ gọn như thế này. Chiếc đàn này phục vụ cho các bạn học sinh hoặc là nhạc công có thể sử dụng này để chơi nhạc. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc đàn thổi có mã số là 25 với các nút bấm giống như đàn piano. Mặt sau thì chúng ta thấy có thiết kế cái này để các bạn cầm khi mà trình diễn. Còn bên này là một số cái nút để xả hơi. Đầu này để các bạn cắm cái phòi thổi vào. Chiếc đàn này thì có hai cái ống thổi, một cái ống ngắn và một cái ống dài. Rất tiếc là cái đàn này chỉ còn chiếc ống dài thôi. Thì để sử dụng ấy, các bạn sẽ gắn cái ống thổi vào trong cái lỗ này. Này. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng miệng để thổi. Thì cái ống dài này là chúng ta sẽ sử dụng hai tay để bấm này, còn ống ngắn là chúng ta sử dụng để cầm và biểu diễn. Bây giờ sẽ thử nhé. Bạn thấy âm thanh rất là giống đàn piano. Tất cả nó đều phát ra từ cái hơi của chúng ta chứ không phải từ một cái động tác cơ khí nào cả. Kích thước của cái đàn thổi này chúng ta sẽ đo được như sau. Toàn bộ cái hộp đựng là khoảng 40 cm, còn chiếc đàn thì rộng khoảng 35 cm với chiều cao là khoảng 9 cm. Hiện nay thì khá nhiều bạn đang học theo cách sử dụng chiếc đàn thổi này vì nó thuận tiện và âm thanh cũng rất là hay. Nếu bạn quan tâm tới chiếc đàn thổi này, các bạn có thể liên hệ Gia Dụng Nhà Việt theo số điện thoại bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.